Chào mừng bạn đến với Market The Wheat Club. Để thu hút khách hàng trên các sàn thương mại điện tử, chúng ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, trong đó nội dung tương tác là một ý tưởng được nhiều thương hiệu lựa chọn. Dưới đây là 6 ý tưởng sáng tạo nội dung giúp gian hàng thương mại điện tử trở nên nổi bật hơn. 1. Sử dụng chatbot trong phản hồi khách hàng. Chatbot trí tuệ nhân tạo là các chương trình tham gia vào các cuộc trò chuyện của con người và phản hồi các tương tác của người dùng. Chẳng hạn, chatbot có thể đề xuất các sản phẩm dựa trên những gì khách hàng đang tìm kiếm hoặc cho rằng sẽ phù hợp với khách hàng. Chatbot có thể cung cấp dịch vụ khách hàng, trả lời câu hỏi, chốt đơn hàng và thực hiện các tác vụ khác. Ví dụ, hãng Original Code Clothing sử dụng một chatbot do của Messenger cho phép tự động trả lời khách hàng trên Facebook. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể kết nối và tạo sự gắn bó với khách hàng của mình. Chatbot giúp phản hồi khách hàng tiềm năng ngay lập tức, nâng cao trải nghiệm người dùng, dẫn đến doanh số bán hàng tăng lên và lòng trung thành của khách hàng lớn hơn. Hơn nữa, các chatbot cũng có thể giúp doanh nghiệp tạo khách hàng tiềm năng ngay cả khi không làm gì. 2. Video tương tác. Video tương tác cho phép người xem tương tác với nội dung bằng cách nhấp vào video để xem các nội dung cụ thể hoặc tương tác với video để khám phá thành phần trong video. Đây là một trong những cách trực quan nhất để thu hút sự chú ý của người xem và thúc đẩy chuyển đổi. Doanh nghiệp có thể tạo ra các video tương tác hấp dẫn bằng cách sử dụng công cụ tạo video cùng với các nội dung như tin tức, câu đố, thúc đẩy khách hàng tương tác trực tiếp với video. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đưa ra các lựa chọn về kịch bản câu chuyện để khách hàng lựa chọn và từ kết quả đó tạo ra video phù hợp với khách hàng. Ba, gamification không chỉ đơn giản là một trò chơi, gamification là một cách tạo ra sự giải trí và sự tương tác trong trò chơi. Mục tiêu là làm cho hành trình trải nghiệm của khách hàng trở nên hấp dẫn hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Các trò chơi này được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh để tăng mức độ tương tác, thúc đẩy người dùng và gia tăng khả năng giữ chân người dùng. Các câu đố hoặc trò chơi tương tác là một cách hữu ích để thu hút traffic vào gian hàng thương mại điện tử và tạo doanh thu. Ví dụ, Sephora cung cấp các câu đố dành cho các cá nhân và các đề xuất mua hàng phù hợp để giúp khách hàng của mình tìm được loại mỹ phẩm phù hợp. Thương hiệu cũng có thể tổ chức các cuộc thi trên blog hoặc trang web của mình và lựa chọn các sản phẩm của mình để trao thưởng. Bon đã tổ chức một cuộc thi 10 người may mắn sẽ nhận được giày. 4. Tận dụng tối đa UGC. Nội dung do người dùng tạo, User Generated Content. UGC là một phần nội dung được tạo bởi khách hàng, người hâm mộ hoặc người theo dõi. Nó có thể là bất cứ thứ gì, chẳng hạn như đánh giá hoặc lời đánh giá kèm ảnh hoặc video. Bạn có thể sử dụng UGC để nâng cao nhận thức về thương hiệu và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trung thành và người ủng hộ thương hiệu. Sử dụng các hashtag có tên thương hiệu để thu thập đánh giá của khách hàng hoặc để khách hàng hài lòng gửi phản hồi về chất lượng trực tiếp cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, Levi's sử dụng thẻ hashtag bắt đầu bằng like in Levi để thu thập nội dung do người dùng tạo và đăng lên trang web của mình. 5. Tạo các cuộc bình chọn trực tiếp. Bình chọn ý kiến là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả cao mà người làm marketing đã sử dụng trong nhiều năm. Doanh nghiệp có thể sử dụng chúng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm nghiên cứu thị trường, thu thập phản hồi của người dùng và để tương tác thú vị với khán giả thông qua các bài kiểm tra tính cách và các cuộc bình chọn ngẫu nhiên khác, ví dụ từ Charlotte Tilbury, bao gồm một khảo sát trên trang sản phẩm của mình để nhận phản hồi của người dùng. 6. Làm infographic. Infographic minh họa trực quan các nội dung hoặc thông tin dựa trên văn bản về một chủ đề cụ thể. Trực quan hóa thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ là một cách để tăng cường sự quan tâm của khách hàng đến thương hiệu. Doanh nghiệp có thể chia sẻ infographic của mình dưới dạng các bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội Facebook, Twitter hoặc trang web của thương hiệu. Kết luận, khi mua sắm trực tuyến phát triển, tầm quan trọng của việc tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng với khả năng hiển thị cao cũng tăng lên. Nội dung tương tác là một chiến lược nội dung đã được chứng minh đem lại hiệu quả cao trên các phương tiện truyền thông xã hội, giúp tăng lưu lượng truy cập trang web và nâng cao trải nghiệm tương tác của khách hàng. Hy vọng thông tin trên hữu ích cho bạn. Hãy cùng đón xem các video tiếp theo của chúng mình nhé!